Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Để những món ăn chay được phong phú hơn, thì hôm nay Diễm chia sẻ món heo quay bánh hỏi chay, ăn rất là giống món mặn luôn. Miếng heo quay vừa giòn vừa thơm, cuộn bên ngoài là lớp bánh hỏi và rau sống, chấm với lại nước mắm chay chua ngọt, rất là hấp dẫn. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món heo quay bánh hỏi chay này với Diễm nha. Những công thức chia sẻ thì thường sử dụng sườn chay làm sẵn, nhưng mà Diễm không có thì mình cũng tự làm được luôn. Đầu tiên á, mình sẽ cần 1 phần 2 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Tiếp theo là 1 phần 2 muỗng cà phê hạt nêm nấm. 1 phần 4 muỗng cà phê tiêu. 2 phần 3 muỗng canh nước tương. Diễm tự dùng cái nước tương chấm của Maggi nên cái vị nó ngọt nha. 1 muỗng canh sốt xá xíu. Cái sốt xá xíu này thì chay mặn mình đều dùng được ha. Đây là cái hiệu của Diễm dùng. Còn nếu mà mình không có thì mình cho thêm tí xíu mật ong vào. 1 muỗng canh dầu ăn. Và mình cho thêm 100 ml nước ở nhiệt độ phòng nha, không nóng cũng không lạnh. Và bây giờ mình khuấy cho hỗn hợp sốt nó thật là đều với nhau. Sau đó mình sẽ cho vào 100 g bột lu tinh hay là bột mì căn. Cái bột này thì Diễm mua ở Na Uy cũng dễ nha. Mình mua ở trên net thôi, mình đặt họ giao tới nhà luôn. Đây là cái hiệu hoặc là mình ra tiệm mình mua cũng được. Mình dùng đũa mình khuấy theo một chiều thiệt là nhanh. Cái bột gluten này nó hút nước nhanh lắm và nó sẽ rất là dai. Vì vậy Diễm lưu ý là mình không có nên nhồi hoặc là mình trộn nhiều. Đó, Diễm thấy nó hút đều nước hết rồi thì Diễm đeo bao tay và Diễm bóp lại cho nó tạo thành khối nha. Mình đừng có làm lâu, khoảng chừng 30 giây à. Khi mà mình thấy nó tạo thành khối như vậy là mình ngưng được. Tại vì mình càng nhồi lâu thì nó sẽ không có được mịn nữa. Đó, mình nhìn lớp này là nó không mịn, nhưng mà bên trên nó thì nó mịn hơn được tí xíu. Mình sẽ lấy một cái màng bọc thực phẩm đó, mình cho cái thịt chay này vào ngay giữa và mình gói lại thiệt là kín nha. Như vậy thì nó sẽ mịn hơn và cái khối thịt này nó chắc hơn, nó không có bị rã ra. Mình để cho cái khối thịt chay này nó nghỉ 30 phút nha. Sau 30 phút á, thì mình mang mình đi hấp. Cái lớp thịt chay này á, khi mà hấp á, thì mình sẽ để cái lớp mà nó không có được láng á, cái mặt không được láng ở bên dưới. Như vậy thì cái miếng thịt khi mà mình hấp xong á, nó sẽ chắc hơn. Nước thật là sôi á, thì Diễm mới cho cái sửng lên Diễm hấp. Và thời gian mình hấp là 20 phút ở lửa trung bình ha. Bếp Diễm có chín số thì Diễm để số 6 rưỡi. Sau 20 phút á, mình mở ra, mình sẽ thấy cái miếng thịt chay á, nó chín là nó phồng lên ha. Hoặc là mình ấn vào nó rất là dai và chắc. Mình nhấc khỏi bếp, mình để cho nguội nha. Bây giờ mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Mình sẽ làm cái phần mỡ heo. Thì mình sử dụng bột năng nha. Bột năng mình dùng hiệu nào cũng được. Diễm dùng cái hiệu này của Thái Lan. Lượng bột năng mình cần á, là 150 g. Và để cho cái mỡ heo á, nó có cái độ dai nhưng mà vẫn mềm và để nguội không bị cứng thì mình cho thêm 30 g bột mì. Diễm dùng bột mì đa dụng hiệu của Thái Lan luôn. Mình dùng bột mì số 8 hoặc là bột mì số 11 đều được nha. Diễm nêm thêm vào đây 1 phần 4 muỗng cà phê muối. 1 muỗng cà phê đường là nó 5 g á. 2 muỗng cà phê hạt nêm nấm. Và để tạo cái vị béo thơm á, mình sử dụng nước cốt dừa. Diễm dùng một lon này, mình dùng hết luôn ha, là 400 ml. Diễm dùng là coconut milk nha. Rồi mình cho thêm 50 ml nước ở nhiệt độ phòng vào nữa. Mình khuấy bột này ra cho thật là đều nha. Lúc đầu thì có thể bột nó hơi vón cục, quan trọng là mình khuấy ra cho nó mịn hết như vậy và nó sẽ lỏng chứ không có đặc ha. Mình để sang một bên. Bây giờ Diễm đi chuẩn bị cái phần bánh mì. Là mình sẽ làm giống như là da heo vậy đó. Mình cần hai ổ ha, cũng tùy cái bánh mì nó to hay nhỏ. Thì cái mặt này nè, mình sẽ dùng làm cái mặt da heo, còn cái này thì mình để ở bên trong. Cái ổ bánh mì này á, thì Diễm sẽ cắt nó ra làm đôi. Và bánh mì này cái ruột nó hơi đặc đó. Vì vậy á, mình sẽ móc cái ruột ra, mình bỏ bớt. Sau đó mình sẽ ép cái bánh mì này cho nó dẹp xuống. Mình có thể dùng tay, cái ổ bánh mì này thì nó nhỏ nên Diễm dùng tay, hoặc mình dùng cái cây cán bột đó, mình cán ra cũng được. Mình nên ấn xuống cho nó càng dẹp càng tốt ha, như vậy thì cái miếng da heo chay nhìn nó sẽ giống hơn.
Bây giờ Diễm đi làm thêm cái nước sốt để mình làm cho cái miếng heo quay nó thơm. Diễm có một muỗng cà phê bột ngũ vị hương, một muỗng canh nước tương và một muỗng canh nước sốt xá xíu. Rồi mình khuấy cho hỗn hợp này nó thật là đều ha, nó sẽ có một cái độ sệt. Rồi mình phết lên cái miếng bánh mì thì cái miếng heo quay chay của mình nó thơm hơn rất là nhiều. Diễm sử dụng một cái khuôn hình chữ nhật có kích thước là 21 x 10 cm và mình cắt một cái tờ giấy nướng bánh đó, mình lót ở bên dưới như vậy để khi mà mình lấy ra nó sẽ dễ dàng hơn. Đầu tiên á, Diễm sẽ lấy hai cái miếng bánh mì này nè, Diễm làm trước. Mình thoa cái phần nước sốt lên bên trong của bánh mì ha. Thoa đều như vậy là được. Rồi mình cho vào trong khuôn. Lúc này thì mình không cần phải xếp cho đều cũng được ha, chỉ cần một lớp đó, mình canh rồi cái mình cắt ra thôi. Rồi mình cho một ít bột lên trên, Diễm cho khoảng cỡ 4 muỗng canh á. Thịt chay á, thì cái miếng này Diễm sẽ cắt ra làm 4 miếng bằng nhau, nó có độ dày khoảng chừng 0,5 cm là được. Còn nếu mà mình có sườn chay á, thì mình nên làm cái nước sốt xá xíu rồi mình ướp cái sườn chay á, cái heo quay nó sẽ ngon hơn nha. Đó, 4 miếng cắt xong rồi thì mình sẽ khứa dài cái rãnh như vậy để cho khi mà mình hấp á, cái lớp thịt này nó không bị tách khỏi cái lớp bột. Sau đó mình sẽ xếp vào thì mình cắt làm sao cho nó vừa vặn với cái khuôn ha. Nhỏ hơn cái khuôn tí xíu cũng được chứ đừng có to hơn ha. To hơn thì khi mình hấp chín nó dễ bị tách ra. Rồi Diễm lấy hỗn hợp bột á, mình cho 1 phần 2 của khuôn ha. Và mình sẽ mang mình đi hấp liền luôn. Nước thật là sôi á, thì mình cho cái sửng lên. Và lúc này nếu mà mình nhìn vào mình thấy cái miếng thịt nó nổi lên trên, tại bột, nước bột nó cũng loãng đó, thì mình dùng muỗng đó mình ấn xuống ha. Như vậy thì những cái lớp nó mới đều với nhau. Và mình sẽ đậy nắp lại, mình hấp ở lửa trung bình trong khoảng thời gian là 5 phút nha. Sau 5 phút á, mình mở ra, nếu mà mình thấy bột nó bị phồng lên như vậy thì mình nên dùng cái muỗng đó mình làm cho vỡ cái bọt khí này đi. Tại vì á, nếu mà mình không làm như vậy thì cái lớp thịt nó bị tách ra. Sau đó Diễm sẽ múc khoảng cỡ 1 cho tới 2 muỗng canh bột á, Diễm cho vào. Lưu ý là bột trước khi mà múc á, mình cũng khuấy lên cho đều nha. Rồi sau đó mình sẽ lấy hai miếng thịt chay còn lại á, mình cho vào luôn. Như vậy thì cái lớp thịt nó dính dễ dàng. Rồi mình lấy cái phần bột còn lại đó, mình cho hết vào trong khuôn nha. Đậy nắp lại và mình hấp thêm 10 phút nữa cũng ở lửa trung bình. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 6 rưỡi. Sau 10 phút á, mình sẽ mở ra mình kiểm tra và mình thấy bột nó cũng bị phồng lên như vậy nè. Thì Diễm cũng lấy cái nĩa, cái muỗng cũng được và mình làm cho cái bọt khí này nó vỡ ra. Mình thấy bên dưới bột nó còn sống như vậy nè, mình trộn đều thì nó sẽ dính chặt với lại cái lớp thịt. Đậy nắp lại và mình hấp thêm 15 phút nữa ở lửa trung bình thì cái khuôn thịt chay này của mình chín nha. Mình sẽ nhấc khỏi bếp liền và mình lấy cái phần bánh mì còn lại đó mình cho lên trên. Lúc này thì mình nên xếp cho nó đều ha. Như vậy thì khi mà mình làm xong á, cái miếng heo quay chay nó sẽ giống hơn, tại vì đây là sẽ là lớp da. Đó, Diễm cứ coi cái chỗ nào trống thì Diễm cắt bánh mì nhỏ Diễm cho vào. Mình ép thật là chặt ha. Mình dùng tay mình ép xuống như vậy nè. Hoặc là mình cũng có thể dùng cái gì nặng nặng á, mình đè lên. Và mình để cho cái khuôn thịt chay này nó nguội ha. Thời gian thì khoảng chừng 3 tới 4 tiếng á. Khi nguội á, thì rất là dễ để lấy ra. Đó, mình lấy nhẹ cái tờ giấy rồi. Rồi mình úp ngược cái khuôn lại. Còn nếu mình thấy nó dính thì mình cứ khợi cái thành nó ra trước ha. Rồi mình gỡ cái lớp giấy ra. Bây giờ mình sẽ lấy màng bọc thực phẩm á, mình bọc lại cho thiệt là kín và mình để vào trong tủ lạnh nha, giúp cho cái thịt chay này nó cứng hơn á, thì khi mình cắt sẽ dễ dàng. Trong thời gian này thì Diễm đi làm bánh hỏi. Ở đây Diễm có 20g cái boro, cái phần xanh ha, bên trong nó thường hay có cát á, vì vậy mình nên rửa gỡ ra, mình rửa cho nó sạch. Và mình sẽ cắt ra cho nhuyễn nha. Cắt nhuyễn như vậy thì giống như mình thay thế hành lá vậy đó. Diễm cho thêm vào 1,5 muỗng canh dầu ăn, 1 phần 8 muỗng cà phê muối, giúp cho cái này nó đậm đà và nó giữ được cái màu xanh. Bắt lên bếp ấy, thì Diễm để cái lửa lớn và mình đảo đều tay. Khi mà mình thấy dầu nó vừa sôi lên và có mùi thơm ấy, thì mình nhấc khỏi bếp liền ha. Mình đừng có làm lâu nó mất cái màu xanh. Bánh hỏi thì Diễm dùng hiệu này rất là tiện nha.
Tùy mình thích ăn nhiều bánh hỏi hay ít thì nhà Diễm có 3 người, Diễm làm nửa gói. Thì bắt một cái nồi nước là 2 lít ha, Diễm cho vào một muỗng cà phê muối. Và mình đợi nước sôi thiệt là sôi luôn ha. Khi mà mình thấy nước sôi sùng sục như vậy nè thì mình sẽ tắt lửa. Rồi sau đó mình mới cho bánh hỏi vào và mình ngâm bánh hỏi này trong khoảng thời gian là 1 phút 30 giây. Theo cái hướng dẫn ở trên cái bao bì á, thì là 1 phút 15 giây. Nhưng mà Diễm thì Diễm thích ăn nó mềm, tại vì bên đây cái không khí nó hơi khô đó, nên Diễm ngâm 1 phút 30 giây, Diễm thấy nó dẻo rất là ngon. Và mình mang mình đổ liền ra luôn. Nếu mình muốn á, mình cũng có thể xả lại với nước lạnh. Diễm thì Diễm không có xả, Diễm để như vậy luôn. Đợi khoảng 5 phút cho bánh hỏi nó nguội đó, rồi mình mang mình cuộn nó lại. Diễm thì Diễm hay cuộn làm ba như vậy. Rồi mình cho cái phần ba rô dưới dầu lên, rất là giống như mỡ hành luôn. Rồi mình đi pha nước chấm ha. Diễm cần ở đây là 45 g đường, là 3 muỗng canh. Nước là 120 ml và mình sử dụng nước sôi nha. Mình khuấy cho đường và nước nó tan đều. Sau đó mình nêm nước mắm. Đây là nước mắm chay ha. Diễm cho 50 ml. Đây là cái hiệu Diễm dùng nè. Tùy cái nước mắm chay mình dùng, mình nên nêm từ từ để tránh cho bị mặn nha. Sau đó Diễm cho thêm 20 ml giấm, giấm này là 5%. Khuấy cho đều, nêm lại một lần nữa, nó sẽ có cái vị mặn nhẹ, chua ngọt nha. Miếng thịt chay sau khi cất trong tủ lạnh được 6 tiếng thì bây giờ mình lấy ra và mình mang mình đi chiên. Thì mình để cái lớp bánh mì á, nó nằm bên dưới ha, và mình đeo bao tay vào. Và mình nên lót cái màng bọc thực phẩm bên dưới thớt, tránh cho nó bị dính. Khi cắt á, thì mình khứa cái dao, xong bên dưới thì mình ấn xuống thì cắt rất là dễ. Để Diễm cầm lên cho mình xem. Một miếng thịt như vậy mình nên cắt nó có độ dày là 1,5 cm thôi nha. Đừng có dày quá thì khi mà mình chiên nó cũng không ngon. Và nguyên một cái khối thịt như vậy thì Diễm cắt làm 12 miếng á. Dầu để chiên á, thì nhiệt độ là 160 cho tới 180 độ C. Khi chiên miếng heo quay chay này thì Diễm lưu ý là mình chỉ chiên vừa đủ thôi. Thì cái nồi này á, Diễm chiên 3 miếng là thấy đủ. Và cái phần da tức là phần bánh mì á, thì mình sẽ cho nó giống như nó đối diện với nhau. Như vậy nè, để tránh cho cái phần bột á, nếu mà nó chạm vào nhau nó sẽ bị dính. Đó, Diễm để ba cái miếng da Diễm xếp lại giống như là hình tam giác á. Rồi mình để yên nha, mình không có đụng gì tới luôn. Tại nếu mình đụng vào nó rất là dính. Và mình chiên ở cái lửa trung bình á, khoảng thời gian là từ 8 cho tới 10 phút. Sau 5 phút á, mình cầm vào mình thấy bắt đầu nó chắc rồi thì mình mới trở nha. Diễm thấy mình chỉ chiên cho nó vừa vàng thôi, đừng có chiên lâu quá thì làm cho cái lớp bánh mì nó cứng và cái lớp thịt nó cũng cứng không có ngon. Quan trọng là bên ngoài nó giòn và bên trong nó vẫn còn cái độ dẻo giống như là mỡ heo vậy đó. Đó, Diễm bóp thử rất là giòn luôn mà ở trong vẫn mềm. Heo quay chay này á, thì Diễm thấy mình ăn á, rồi mình hãy chiên và mình ăn liền trong vòng khoảng thời gian từ 1 đến 2 tiếng là ngon nhất. Vài miếng á, ngay chỗ phần thịt nó có thể bị động hơi đó thì nó sẽ như vậy. Nhưng mà không sao hết, nó vẫn dính với nhau chứ nó không có rớt ra ha. Cái miếng này thì nhìn rất là giống cái miếng heo quay thiệt luôn nè. Khi ăn á, thì mình đợi nước mắm thiệt là nguội rồi mình hãy cho vào cái phần ba rô trắng á, mình bầm nhuyễn khoảng 1 muỗng cà phê. Và nếu mà mình thích ăn cay á, thì mình cho thêm một muỗng cà phê ớt băm nữa ha. Vậy là mình đã hoàn thành xong món heo quay bánh hỏi chay rồi. Khi ăn á, mình nên ăn kèm với rau sẽ đỡ ngán hơn. Diễm có xà lách nè và những loại rau thơm như là rau răm nè, rau húng lủi, rồi rau quế nè hoặc là giáp cá nữa. Tùy mình thích, mình có thể cuộn lại trong xà lách và bánh hỏi hoặc là mình ăn như dạng bún mình chan nước mắm lên cũng được luôn nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món heo quay bánh hỏi chay thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.